hình đó cô. Vô đi, vô đi, vô chụp hình đi. Vô, vô mấy đứa luôn. Lái xe chở xe đem quà luôn. Đây là Quy đẹp trai. Hello chị. Chị Hằng đấy hả? Chị Hằng tới rồi, cắt em à. A few moments later. Hãy quên em đi. Tiếc không gì cho lòng. Quay video. Đây các bạn đang vô quà. Không, chị quay thôi à, chị em có like. Quay đi rồi nữa mình gửi cho. Dạ. Các bạn nhỏ đang vô quà. Đây. Đó, phần quà của chúng ta gồm có một cái lồng đèn Doraemon. Một cái bánh snap. Một bánh trung thu lớn. Không rồi con, bánh trung thu nhỏ đâu. Một cái bánh trung thu nhỏ. Cái này hình gì con biết không? Này hình con gì? Mèo. Đúng rồi, hình con mèo. Rồi, hai hộp sữa. À, sữa này viên yêu. Và ba cái kẹo. Đúng không? Đúng, đúng. Đây còn nhiều lắm nè. Ba cây kẹo. Không ra được cây còn đây nằm dưới. Rồi, phần quà của chúng ta nhờ như thế đó. Ê, cho chị xin một. Cái bạn nhỏ đang vô quà. Rất là dễ thương. Vô hình nè. Em một em gái rất dễ thương. Cảm ơn em. Quay cho chị vô hình cái sao mà tắt tắt đi. Chị quay video. Gì hả? Đây chị Hằng, trời ơi đẹp quá à chị Hằng. Chị Hằng cầm quà cầm đèn lắm không? Đây đây đây. Miss Mr. Ngô Hạnh. Ngân ơi. Đâu rồi? Cố. Ngân ơi, con lấy
Được một hello coi. Quá dễ thương luôn. Đây, chị Hằng lỡ bánh trung thu. Quê mình làm. Đến đây để cùng giao lưu với tất cả các em. Mà sao từ nãy giờ mà chị Hằng đâu không thấy hết. Thôi bây giờ nè tất cả các em ơi, hãy cùng giúp anh ha. Chúng ta hãy cùng hô thật lớn để chúng ta cùng mời chị Hằng được không ạ? Chị Hằng đang ở khung trăng rồi, chúng ta phải kêu gấp mới được phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nha. 1, 2, 3. Chị Hằng ơi. Tiếp lần nữa. Chị Hằng ơi. Giờ mình làm sao để cho chị Hằng xuất hiện bây giờ? Mây đen kéo tròn hết. Tròn khói, phải có khói chị Hằng mới ra được. Mây đen. Một. Em ơi. Chị Hằng cướp tóc giả rồi. Thôi chị Hằng ơi, bỏ tóc giả luôn đi, mình ra mình gặp em nhỏ được rồi. Tại vì nói chung là mây gió thổi quá, do đó là chị Hằng đã gói tóc giả, nhưng sau một thời gian ngắn gọn chị Hằng đã tuốt lại cái thẻ của mình. Nói nghe nè, sao chị đã hẹn với em á là 5 giờ mình có mặt tại chùa Tháp Cũ để mình gặp gỡ tất cả các em, giao lưu, mình tặng quà, mà sao chị làm gì chậm chạp quá vậy? Tại vì hôm nay á, chị Hằng biết là gặp các em nhỏ nè, cho nên là chị Hằng phải trang điểm thật là đẹp để gặp các em nè. Các em có vui không nào? Mình thấy chị Hằng có đẹp không? Chị Hằng ơi, bây giờ mình là thôi thả tim với mấy em nhỏ cái đi. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào chương trình chính nha. Như vậy thì cho phép chú Cội và chị Hằng cũng sẽ được gửi lời chào đến tất cả các đại biểu, quý phụ huynh, quý Phật tử, mà đặc biệt hơn nữa đó chính là ai nè? Các em nhỏ có hiện diện.
diện ở đây. Chúng ta cùng gửi lời chào, lời chúc, một chào vỗ tay thật lớn đi nào. Chúng ta cho thêm quà đây nha mấy em ơi.